Bánh này bánh lớn nhưng mà không nhỏ các bạn. Thì mình nghĩ là 16.938 á. Không lớn. Hiện tại thì mình đang ở Phước Ninh. Ở đây là gần khu nghĩa trang nha các bạn. Xa xa là cảnh núi Bà. Lâu rồi, giáp năm rồi các bạn. Giáp năm mình mới gặp lại cái con Maxi Ferguson 194-4 nè. Năm trời mới gặp lại. Lâu rồi các bạn. Tính ra lâu chứ. Ở cầu trước này nghĩa trang nha, cầu có 290 luôn à. Dàn chảo của ai chứ không phải dàn chảo của chú Chính Bình. Chảo này chảo 7 nữa nha các bạn. Chảo này con đất cũng đẹp quá. Đất đây đất đen. Đất đen nên là nó dẻo quá. Nên nó cày nó quăng đất lên đỡ. Đỡ nhìn đỡ hơn đất cát. Chiếc mẹ này bị chạy tới đây bị xuống bánh các bạn. Xuống bánh ngay chỗ này. Rồi nhập mấy cái xong cái bánh xuống càng ngày càng sâu rồi. Đất đây còn mềm nữa các bạn ơi. Rồi cho chiếc kia xuống có gì nhỉ? Kéo không cái. Bỏ dây xích ra. Vô mùa cày này nó cày xuống bánh là chuyện bình thường nha các bạn. Cái này cặp đây nó mềm quá. Đây những cái dấu này dấu hồi xưa cái kéo lúa.
Ở nó mồi mấy cái tới đất xét luôn. Cái gì xích chưa? Đó nó cũng nặng máy rồi khối anh. Đang ướt quá. Mấy anh tranh thủ cài để cho nó mau khô quá. Chứ còn không cài nó lâu khô dữ lắm. Bánh này bánh lớn nhưng mà không nhỏ các bạn. Mình nghĩ là 16-938 á. Bánh lớn không nhỏ. Cái thằng 94 này thì nó dày đòn nha các bạn. Năm rồi mình có quay rồi hết rồi, mình đi nhã năm rồi có quay hết rồi. Cái cầu trước nó, cái cầu trước nó. Anh nghe mấy cái xịn răng lên cho nó tụt luôn á. Cán lên nha các bạn chứ không có kêu xe kia giật giùm nha. Tôi tại coi cho kỹ các bạn, coi cây kim nó nằm đâu á, coi cây kim nằm đâu để mà mình biết để mà mình lấy. Rồi này chạy qua. Rồi xe kia qua tới rồi. Cái kia lôi giùm cái. Kia kia chiếc 555 chạy lại nữa kìa. Này là đất này nó mềm nó dơ lắm các bạn, không có nước rửa tay luôn á. Làm nhanh tới cái này, còn bánh bên kia. Tô nó
sang bên kia. Đừng đây. Trời ơi, nó sâu à. Sâu tút cái này luôn. Rồi, thấy sâu ghê không? Đất này dễ ra, nó dễ xuống ghê các bạn. Chưa chơi là tới đất khác ha, nó mồi tới đất khác luôn. Nói nhẹ có lên rồi. Nướng bánh. Chiếc này một lần mình có quay chở rơm rồi nè. Chung với chiếc BH vuông á. Đây là gần xuống bắn bên kia. Bắn nó luôn. Nghe đừng bò mệt quá. Kè đằng trước vô. Lên rồi tới đó, giả tới đó hết lên nè. Rồi giờ cái chiếc này tới nè. Ở đây đây nha. Nhừ vô nè. Quậy cái là nhừ vô lên. Rất là mau nhừ luôn. Để mình coi cái hình dáng phía bên đây nha các bạn. Hãy coi bên kia, chưa coi bên đây. Cái này là 165 nha các bạn. Rồi thôi cái video này kết thúc ở đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Đó, lâu lâu hay gặp 194 quay cho các bạn xem nha. Nhưng mà không ngờ thì xuống bánh. Rồi thôi bye bye các bạn nha.